Bạn định nghĩa chữ hoàn hảo là như thế nào? Tôi cảm thấy bản thân mình là một cô gái nhận được hạnh phúc hoàn hảo. Mọi thứ đến với tôi đều rất tốt đẹp, đến mức tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã ưu ái cho mình một cách thái quá. Tôi được theo học tại một ngôi trường danh tiếng với đúng ngành nghề mà tôi đam mê. Thành tích học tập của tôi thì khỏi bàn, tôi luôn đứng top 3 của trường. Chúc mừng em. Cảm ơn mọi người. Em thổi nến đi. Chàng trai hoàn hảo này là người yêu tôi. Đẹp trai, già thế, đặc biệt là rất ga lăng. Đó là điều mà mọi người nhận xét về anh ấy. Nhưng rồi... Chào tụi em. Chào các em. Chào thầy. Hôm nay lớp của chúng ta có một thành viên mới. Thầy giới thiệu cho các em, đây là Tina Loan. Hiện giờ Loan cũng đang là sinh viên của trường chúng ta, thuộc cơ sở chính ở nước ngoài. Sắp tới đây Loan sẽ cùng lớp chúng ta đồng hành trong những học kỳ tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Anh, người quen của anh không? Ừ, bạn thân anh. Giờ này mà còn thơ với thẩn rồi còn ngổn nước nữa. Thì mới 11 giờ rưỡi mà, 2 tiếng nữa mới vô học. 2 tiếng nữa mới vô học mà 2 tiết trước bà đã thua cuộc rồi. Nói gì vậy không hiểu. Rồi, làm ơn đánh con mắt sang bên trái 45 độ 37 phút 28 giây giùm cái. Không biết là nó đi học hay nó đi diễn vậy? Thì chắc người ta Mỹ về nên là ở bển người ta ăn mặc phóng khoáng. Do tụi mình chưa quen mắt thôi. Mới với bà, nhưng mà cũ với ông Khiêm. Mà cái gì cũ thì... Không rủ cũng tới. Là sao? Tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi. Hai người không phải là bạn thân bình thường đâu, mà là Thanh Mai, Trúc Mã. Tức là hai người này thân với nhau từ hồi còn bé, chứ không phải là bây giờ mới thân. Bà làm ơn tỉnh táo giùm tôi một cái đi. Thân gì nữa mà thân. Người ta bây giờ đã là vợ chưa cưới luôn rồi. Mẹ tôi là bạn của mẹ ông Khiêm nè. Hai người có hứa hôn rồi. Mà không biết sao tốt nghiệp cấp 3 xong, nhỏ này đùng không chịu cưới, bỏ đi du học. Tưởng đâu đi luôn, mà mới có 1 năm cái chàng về. Ai mà có về. Ai về cái gì. Sợ bị giật bồ nên về đây giật lại. Thôi, tôi là người lý trí lắm, tôi không có nghe từ một phía đâu. Anh Khiêm là người đàng hoàng, chắc là bạn của anh cũng phải là người đứng đắn. Nhớ lại người. Mà đến giờ vẫn còn mất cười. Đứng đắn ghê. Nó muốn ăn bồ mày luôn rồi kìa. Thôi ăn đi. Anh Khiêm ơi,
em ơi. Anh nghe nè. Ủa sao em qua mà không báo với anh? Em muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Nhìn nè, em có mang món cá ngừ xích khóm mà anh thích đó. Ủa anh à, Lan cũng qua chơi từ hồi sáng, Lan cũng đang nấu mấy món mà Khiêm nó thích lắm nè. Hay là mình vô đổ ra ăn chung luôn nha. Ờ Loan có nói với anh á, là chiều nay qua ăn, với lại ôn lại mấy cái chuyện xưa. Còn em thì báo bận chứ. Bận thi vẽ, bận làm đồ án. Anh xin lỗi, anh đâu có biết là em muốn tạo bất ngờ cho anh đâu, cho nên anh mới nhận lời Loan. Đáng lẽ ra anh phải nên nói trước với em. Thôi không sao, ăn tối với bạn thân của bồ cũng vui mà. Đây. Rồi tụi mình ăn cơm thôi. Anh Thanh, cái thằng quỷ này bỏ cái từ bóc hốm đi nha, từ nhỏ đến lớn à. Ngon ghê á, công nhận mày nấu ăn lên tay ghê. Trời, vậy chứ hồi xưa á, thằng nào ăn dầm nằm về bên nhà tao rồi còn ăn ké tao suốt ngày, lúc đó tao nói ăn dở chắc. Thì bao nhiêu năm mới sống một mình ở nước ngoài thì cũng phải tự phục vụ mình thôi. Ai mà sướng như mày, lúc nào cũng có người phục vụ. Anh. Cảm ơn em. Ủa Khiêm, mày ăn được cá biển hả? Tao nhớ là từ nhỏ đến lớn mày bị dị ứng cá biển mà. Mỗi lần mày ăn vô hả là dị ứng nổi khắp người, có lần còn bị khó thở nữa. Mày ăn được hồi nào vậy? Ủa Loan, Loan có nhầm không? Anh Khiêm rất là thích món cá này, ảnh ăn với oanh nhiều lần lắm rồi. Trời, Loan chơi thân với anh Khiêm từ nhỏ đến lớn sao mà nhầm được. Nó xạo bà đó, nó không có ăn được cá biển đâu. Thôi không ăn nữa, dẹp dẹp đi. Mày mà ăn á là tối nay mày nổi một ngứa đầy người. Mày cứ làm quá lên thôi. Quá gì quá, có sao tao nói vậy thôi. Nè, ăn thịt đi, nãy khi ngon mà. Ngon mày. Anh bị dị ứng cá. À, tại vì em hay nấu á, cho nên anh cũng ráng đó. Anh ráng vậy rồi, lỡ anh bị gì rồi sao? Thì nhẹ thì bị dị ứng, còn nặng á thì khó thở nhập viện thôi, chứ sao? Anh, bộ anh hai bị nhập viện lắm hả? Nè, mai mốt á, là có cái gì cũng phải nói thật cho em biết, chứ đừng có giấu em nha. Ok, anh biết rồi. Tiếp đi. Khiêm, ra đây, tao nói chuyện tí. Ủa đi đâu đây? Mày đang làm gì vậy? Đang chuyển quanh nó vẽ.
Từ khi nào vậy? Sao? Từ khi nào mà thấy em là anh úp điện thoại vậy? À, thuận tay đưa lên thả xuống thôi. Bộ em ghen hả? Ai thèm. Nè, điện thoại nè. Bass là nhà thấy năm sinh của em đó. Em kiểm tra đi. Trả anh nè. Kim, em có chuyện muốn nói. Thật ra là anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Tuần sau bà ngoại anh vô Sài Gòn thăm anh. Anh có nói với bà ngoại là anh sẽ ra mắt cháu dâu của ngoại. Cháu dâu? Ai vậy? Sẽ thích em thôi. Ngoại. Con. À, con giới thiệu với ngoại, đây là Oanh, bạn gái của con. Dạ, con chào ngoại. Chào con. Oanh đây đó hả? Dạ. Mà sao ngoại không kêu tụi con ra đón? Ngoại sợ phiền tụi con. Bà có con Lon nó đón ngoại được rồi. Nè, mày còn đứng đó nói gì nữa? Lo mà xách vali vô phụ ngoại đi nè. Ngoại, chắc ngoại đi đường xa mệt lắm rồi. Con đưa ngoại vô trong kia nghỉ ngơi nha. Ừ. Trời. Mình đi ngoại. Ngoại coi chừng té đó nha, cái đường này nó gập ghềnh lắm đó. Anh đâu có biết là Loan sẽ ra đón ngoại đâu. Chắc tại vì từ nhỏ ngoại đã xem Loan như con cái trong nhà vậy. Anh có thấy là mọi chuyện đang thay đổi không? Ý em là sao? Thì Loan đó, từ khi mà Loan xuất hiện á là mọi chuyện cứ thay đổi à. Em nè, ai mà đi chứng hoa ly ở trong nhà vậy? Ngoại. Ngoại có sao không ngoại? Không sao đâu con. Kim, bộ mày không biết ngoại dưỡng hay ly hả? Mày nói tao mới biết luôn á. Trời ơi cái thằng này. Thôi để con bưng cái chậu này vô trong bếp á, rồi con thay cái hoa mà ngoại thích vô cho ngoại nha. Chỉ có con hiểu ý ngoại thôi đó. Dạ. Ngoại ơi, hoa đó con mua qua, con không biết là ngoại bị dính, cho con xin lỗi nha ngoại, con không cố ý. Không sao đâu con. À, Kim nó nhắc con hoài đó, nay mới được gặp mặt. Trông cũng xinh đó chứ. À, anh có chuẩn bị bữa trưa, thôi con mời ngoại vô ăn trưa nha. Để em hâm nóng ra. Khỏe không? Ngoại khỏe. Lâu rồi. Cô làm gì vậy? À, thì đang thấy đồ ăn nguội quá, định hâm nóng là cả nhà mình ăn thôi. Ai mượn cô làm? Từ lúc nào mà cô cứ chen ngang vào cuộc đời của tôi như vậy? Mục đích của cô là cái gì? Nè, con đang nói gì vậy?
Cô biết tôi đang nói cái gì mà? Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đang toan tính điều gì. Đừng có xen ngang chuyện tình cảm của tôi với anh Khiêm nữa. Cô nghe chưa kỹ hả? Vậy thì bây giờ cô nên nghe kỹ đi. Khi mà tôi vẫn còn đang rất là bình tĩnh nói chuyện với cô, bạn thân của anh Khiêm. Nè, anh đang muốn đối đầu tôi đúng không? Thì sao? Ủa? Chuyện gì vậy? Nè, nếu mà cô có ghét tôi á thì cô cứ nói thẳng với tôi. Tại sao cô la lối tôi, rồi còn nói những lời lẽ xúc phạm tôi nữa? Cô còn đổ cái đoan lên người của tôi vậy là sao? Cô, cô xin phép. Quanh, quanh. Tôi không sao rồi.